Xin chào các anh chị và các bạn. Trong bài học này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị và bạn một cái kỹ năng mềm nữa mà khi mà mình phát triển hệ thống đại lý bán hàng online, nói chung gắn đến chữ hệ thống thì chúng ta cần phải cái kỹ năng này. Đó chính là kỹ năng lãnh đạo. Vâng, thế thì nói một cách khoa học hay là sách vở một chút thì kỹ năng lãnh đạo nó được chia ra nằm 5 cái cấp bậc. Đúng không ạ? 5 cái cấp bậc. Thì thường chúng ta ở đây là cái làm lãnh đạo ở cái cấp bậc 1, cấp bậc 2 thôi, chứ không phải là đến cái cấp bậc là cao nhất, đúng không? Thế nhưng tôi nghĩ thế này này, mình không cần phải sách vở khoa trương gì nó phức tạp. Mình có thể học hỏi cái kỹ năng đó để mình áp dụng, nhưng mà thực tế thì tôi muốn nói với các anh chị rằng là mình muốn lãnh đạo được thì thứ nhất là người lãnh đạo phải có cái uy. Cái uy này được tạo ra từ cái uy tín của bản thân. Uy tín ở đây có thể là uy tín về mặt chuyên môn, đúng không ạ? Là một người rất là giỏi về chuyên môn. Uy tín về mặt lời nói, tức là tôi nói xong là tôi làm được, tôi nói một là tôi làm một, tôi nói hai là tôi làm hai. Không có chuyện là nói xong một đằng làm một nẻo. Lời nói luôn luôn đi đôi với việc làm. Thứ ba là làm là phải có kết quả. Đấy. Thứ tư là mình lãnh đạo là mình luôn luôn phải nghĩ đến cho người khác. Mình thoáng với nhân viên, mình chăm sóc nhân viên, mình chu đáo, mọi thứ mình đều làm rất là cẩn thận, kỹ tính. Đối với đại lý thì mình luôn mong muốn, mình luôn nghĩ cho người ta để người ta bán được hàng, người ta kiếm được tiền, người ta có đồng quà tấm bánh, có thu nhập cho con người ta. Đúng không ạ? Mình có tầm nhìn, mình thể hiện cái khát vọng, cái tầm nhìn, nhưng không ảo tưởng. Đúng không ạ? Mình có khả năng lập ra kế hoạch và đạt được cái kế hoạch đó. Thì mình sẽ thu hút được những người xung quanh mình. Và mình sẽ thu hút được các đại lý, đúng không ạ? Rồi mình tham gia vào rất nhiều các cái hệ thống khác ngoài cái hệ thống bán hàng của mình, các đội nhóm khác để mình tạo sức ảnh hưởng, cái thương hiệu cá nhân của mình, đúng không? Thì mình sẽ tiếp tục thu hút. Đấy. Lãnh đạo là gì? Mình nói, người khác phải nghe. Mình đề ra kế hoạch là mình phải đạt được. Và mình thực hiện cái kế hoạch đó thông qua nỗ lực của người khác, thông qua nhân viên, thông qua hệ thống đại lý, thông qua các cộng tác viên của mình, đúng không? Mình giải quyết một cái vấn đề một cách minh bạch, thấu đáo, chi tiết, dễ hiểu, thấu tình đạt lý đó. Và đôi khi mình phải chịu thiệt thòi một chút cho bản thân mình thì mình mới là người lãnh đạo tốt được, đúng không ạ? Mình cũng phải có khả năng giao tiếp, mình có khả năng truyền đạt, mình có khả năng truyền cảm hứng, mình nói vấn đề nó phải khúc xiết, đúng không ạ? Và tạo được cái uy tín, cái niềm tin, cái cảm hứng. Cái đấy là cái tôi nghĩ rất là quan trọng đối với những cái lãnh đạo ở Việt Nam. Bởi vì là ở nước ngoài hay là ở Mỹ thì cái khả năng tự lập trong công việc của người lao động nó rất là nhiều. Chứ ở ví dụ như thế, ở Việt Nam thì chúng ta thấy là chúng ta phải làm cho người ta tin, người ta yêu, người ta thích. Đấy. Người ta thấy là người này làm được thì người ta mới theo. Và boss cũng như vậy, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, đại lý cấp 3 cũng phải theo từng cái cấp bậc của mình. Một cái người bán hàng được thì người ta có thể thu hút được thêm những người bán hàng khác. Một cái đại lý bán hàng được thì người ta sẽ thu hút được các đại lý khác. Một cái boss bán hàng giỏi thì người ta sẽ thu hút được các boss khác. Người ta gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã là vì thế, đúng không? Đấy, cái kỹ năng lãnh đạo thực ra nó có rất nhiều các kỹ năng mềm để bổ sung cho nó. Nhưng tôi thì tôi nghĩ đơn giản như thế thôi. Nói được làm được, đúng không? Có tầm nhìn, có sự tự tin, có sự quyết đoán và giải quyết vấn đề thấu tình đạt lý. Không lèm bèm, không lem nhem, sẵn sàng chấp nhận lời lỗ về mình và có nguyên tắc nhất định. Đấy. Đặc biệt là phải kiên trì. Và mình phải sẵn sàng là làm nhiều hơn nhân viên, nói ít hơn nhân viên và thực hiện được những cái điều mình đề ra thì mình sẽ đạt được cái khả năng về lãnh đạo. Và sau đó mình cũng phải tạo dựng ra các hệ thống, tạo dựng ra các quy trình, các phần mềm để làm sao để khi mà mình không cần lãnh đạo, mình không cần có mặt thì hệ thống vẫn chạy, KPI công việc vẫn đạt được, doanh số vẫn đạt được. Đấy. Và mọi người đều được tán dương, đều được tán thưởng, đều được ghi nhận cái công sức của họ và đạt được cái sự kỳ vọng về mặt thu nhập cũng như là về mặt sự tôn trọng trong hệ thống, đúng không? Đấy, và phải có khả năng thích nghi, có khả năng đào tạo, có khả năng thuyết phục. Đấy, ví dụ những cái tố chất như là tố chất đam mê, ham học hỏi, đúng không ạ? Sẵn sàng là gạt những cái tôi ra khỏi suy nghĩ của mình. Sẵn sàng là nghĩ lớn làm lớn, nghĩ xa, có tầm nhìn xa, có khả năng lập kế hoạch, có khả năng làm việc nhóm, có khả năng chiêu mộ những người giỏi về xung quanh mình
đúng không ạ, sẵn sàng nhận những cái kết quả tồi, chấp nhận với điều đó, đúng không ạ, có lòng kiên định và dũng cảm như vậy, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có thể rất là dễ thành công, và chúng ta truyền lại những cái cảm hứng đó, truyền lại những cái đó, thì người ta cũng sẽ nhìn vào bản thân chúng ta là người có uy tín hay không, có chất hay không, và có kiếm được tiền hay không, thì người ta sẽ theo. Còn ngoài những thứ đấy ra thì chúng ta sẽ thấy là còn vô vàn những cái yếu tố mang tính chất tình cảm khác. Các bạn càng tinh tế bao nhiêu, các bạn để ý bao nhiêu, nghĩ cho người khác bao nhiêu, thì các bạn sẽ càng đạt được cái điều đó. Đấy là sự thật. Và quan trọng nhất, nó phải thể hiện bằng kết quả. Kết quả sẽ nói lên tất cả, những thứ khác sẽ có thể không là gì cả. Rồi, thì xin chúc tất cả các anh chị và các bạn đều là những người lãnh đạo. Thứ nhất là lãnh đạo của riêng mình. Các bạn đừng nghĩ là phải lãnh đạo người khác, và lãnh đạo của riêng mình trước đã. Tôi đề ra kế hoạch tôi phải đạt được, đấy là lãnh đạo của riêng mình, lãnh đạo chính mình. Thứ hai là lãnh đạo được người khác, vợ hoặc chồng của mình, con cái của mình, đúng không ạ, đấy là lãnh đạo được. Và thứ ba là lãnh đạo được người khác, lãnh đạo được hệ thống, đúng không ạ, mình là boss, mình lãnh đạo được tất cả hệ thống của mình. Mình là tuyến cấp 1 thì mình lãnh đạo được tất cả những người dưới tuyến của mình. Đấy là chúng ta thành công rồi. Và tất cả đều đi theo một cái mục tiêu là dân giàu nước mạnh, xã hội phong công bằng văn minh, đúng không? Mục tiêu là chúng ta có thu nhập tốt, ok, có được cái giá trị thực và giúp cho người ta giải quyết được các cái vấn đề liên quan đến công việc, kinh doanh, bán hàng và các cái vấn đề đời tư khác nữa, chúng ta sẽ thành công. Ok, xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe video bài học này. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các anh chị vào trong bài học tiếp theo. Bye bye.